Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Làm Nail Cùng Nhân Lì. Thì bữa hôm nay dịch Covid nó đã tấn công tiểu bang California, tiểu bang Florida và tiểu bang Texas. Thì đây là ba tiểu bang lớn nhất của nước Mỹ mà có nhiều người Việt Nam sống nhất, cho nên ảnh hưởng tới ngành nail rất là nhiều. Và bữa hôm nay có rất là nhiều tiệm nail nó đã đóng cửa trở lại các bạn. Bây giờ những cái tiệm nail á nó không được mở cửa các bạn, thì bây giờ cái dịch Covid nó lây lan tập 2 các bạn. Bây giờ là tập 2 nha, ok. Thì những cái tiệm nail này nó lại đóng cửa một lần nữa. Và những cái bà chủ tiệm nail bên đó là trời ơi, chắc tao phá sản quá. Thì những cái bà chủ tiệm nail bà mới quyết định là bây giờ mày đóng cửa, mày không cho tao mở tiệm nail đúng không? Tao xách bàn ra ngoài đường tao ngồi tao làm. Thì những cái tiệm nail ở bên tiểu bang California đó, họ đã xách bàn ra ngoài đường họ làm các bạn. Thì các bạn biết không, cái bàn này nó cũng rất là nhẹ. Bây giờ xách giũa ra đường, ok, xách nước sơn ra đường làm, ok các bạn. Thì đó chính là cái tình trạng hiện nay làm nail ngoài đường tập 2 các bạn ơi. Nhưng mà khi mà người Việt Nam của mình á, họ đem những cái bàn làm móng tay ra ngoài đường họ ngồi họ làm đó, thì khách nó dẫn tới. Thì đây là cái nhu cầu thiết yếu của con người các bạn, họ phải làm tóc cho đẹp, họ phải làm tay cho nó đẹp, ok. Thì bây giờ á, người Việt Nam của mình họ mới quyết định là họ sẽ xách những cái móng tay móng chân, cái bàn làm móng tay móng chân ra ngoài đường họ ngồi họ làm. Thì ngay tức thì đó, những cái cơ sở mà họ quản lý cái ngành nail đó, nó nói là tụi nó sẽ phạt nếu mà chẳng tiếp tục làm như vậy. Tại vì á, sở dĩ người ta không cho làm nail nữa đó là tại vì người ta sợ lây lan giữa người khách và người làm nail các bạn, cho nên họ không cho mình làm nail. Mà bây giờ những cái cửa hàng bên bên California đó, những cái tiệm nail bên California đó, họ đem bàn ra ngoài họ làm nail luôn, họ làm nail qua đường luôn. Thì bây giờ họ có thể sẽ bị phạt các bạn nhé, tại vì họ đã nói là đóng cửa, tụi bay ở nhà, tụi bay không được làm nail, ok. Thì bây giờ là rất là khó khăn các bạn. Bây giờ là dịch corona nó tấn công dữ dội quá, đúng không? Ai biểu mấy bà Việt Nam nói cái con virus corona là xạo ke chi. Mày nói tao xạo ke, tao tấn công cho mày hết xạo ke luôn, ok. Thì hổm gài á, những cái tiệm nail nó rất là điêu đứng các bạn. Những tiệm nail nó coi như là nó đang trên bờ vực phá sản rồi, coi. Bây giờ là không cho mở cửa làm nail, nước sơn mặc dù nó không bị hư nhưng mà tiền điện vẫn đóng các bạn. Ok. Cho nên những cái bà chủ tiệm nail bỏ quyết định đi một cái con đường cuối cùng, đó chính là bán tiệm nail. À, hay chưa? Thì khi mà cái tiệm nail của bạn á đã đóng cửa 3 tháng, bây giờ nó bắt đóng cửa thêm 3 tháng nữa là đóng cửa gần cả năm trời các bạn. Không, 3 tháng với 3 tháng là cả năm trời rồi, ok. Thì những cái người mở cửa tiệm nail á, thì mấy cái tiệm nail nhỏ nhỏ vậy nè, họ mới quyết định là đi đến một con đường cùng á, tụi bay dồn tên vô cái đường cùng rồi, cho nên họ mới quyết định là họ đăng bảng lên bán tiệm nail để họ bỏ của chạy lấy người, ok. Thì khi mà những cái người Việt Nam của mình á, họ đăng bảng bán tiệm nail, thì thường thường những cái giá của tiệm nail nhỏ nhỏ giống như vậy nè là tầm 100.000, 150.000, ok. Thì có một người Việt Nam họ mới đăng cái bảng bán tiệm nail các bạn, cái tiệm nail cũng hơi nhỏ. Thì cái ông Việt Nam này á, ổng mới đăng cái bảng lên là bán tiệm nail ồn gấp đó, bán tiệm nail gấp. Thì cái giá tiệm nail là 100.000, ok, cần gì xin gọi. Thì ngày hôm sau có một ông Việt Nam khác tới, ổng mới ngỏ ý là ổng mua tiệm nail. Thì cái ông Việt Nam này á là ông bán tiệm nail, ổng bán với tiệm nail là giá 100.000, là tương đương với 1 tỷ đồng, ok. Thì bây giờ ông này ổng bán tiệm nail, thì ngày mai có một ông Việt Nam kia ổng vô mua. Ông Việt Nam này ổng nói là anh ơi, tôi thấy anh đăng bảng bán tiệm nail với giá là 100.000 đô la, ok. Bây giờ tôi là người môi giới thôi, tôi không có mua, ok. Có một ông Trung Quốc, ổng mới quyết định là ổng mua lại tiệm nail của người Việt Nam mình. Nhưng mà bữa hôm nay á, ổng nhắm vô tiệm của anh rồi, anh hên rồi đó, ok. Thì bây giờ cái giá của anh á là bán là 100.000, cái tiệm nail của anh là 100.000, ok. Nhưng mà tôi nói cho anh biết á, ok, cái ông Trung Quốc này ổng là tỷ phú bên Trung Quốc á, ok. Ông quyết định là ông sẽ mua tiệm nail của anh, ok. Tôi là người đại diện cho ông, nhưng mà tôi nói cho anh biết á, bây giờ á, trên giấy tờ á là anh tôi ghi cho anh là 115.000, ok. Tôi với anh ăn 15.000 thì tiền cò, người ta gọi là tiền hồi lông đó các bạn. Thì cái ông môi giới người Việt Nam này, ông nói anh biết không, tôi đại diện cho ông Trung Quốc này, ok, tôi mua lại cái tiệm nail của anh 115.000, ok. Thì mặc dù á là anh bán cái tiệm nail của anh là giá 100.000, nhưng mà trên giấy tờ á anh nói với ổng là 115.000, ok. Thì cái tiền 15.000 đó tôi với anh sẽ cưa đôi mỗi người 7.500,
thì cái ông Việt Nam nào ông mới suy nghĩ đù má khách sọp nha. Đó, thời dịch Covid rồi tao bán cái tiệm nail tao có 100.000 à, mà mày vô mày mua cái tiệm nail 115.000 mà mày còn chia cho tao cái tiền 7.500 tiền hoa hồng nữa, thì cái ông Việt Nam nào ông mới nói trời khách sọp anh có cần uống cà phê không, anh để em đi mua cà phê cho anh uống nha. Thì ông Việt Nam nào ông môi giới á, ông mới nói là thôi cà phê cà pháo gì để làm lẹ, ok thời dịch Covid mà tiền trao là cháo bút. Thì cái ông môi giới này ông mới móc một cái tấm check á, các bạn biết tấm check là cái tấm tiền bằng giấy đó, thì ông mới viết một cái số tiền là 5.000 đô. Ok, thì cái ông môi giới này ông mới nói là ok bây giờ tôi đưa cho anh 5.000 đô, đây là tiền đặt cọc, anh đừng có bán cái tiệm này cho ai nha. Ok, là tại vì cái ông bên kia đó, cái ông Trung Quốc đó, ông là tỷ phú Trung Quốc, ông đang thâu tóm mấy tiệm nail Việt Nam của mình. Bây giờ ông muốn mua tiệm nail của anh đừng bán cho ai, bây giờ là 5.000 đô đặt cọc nè. Ok, thì cái ông Việt Nam này không gà, ông cũng giống như là thiếu tiền quá trời, tự nhiên bây giờ đăng bảng lên bán 100.000 mà có người tới mua 115.000 mà bây giờ đặt cọc 5.000 nữa, bán không bán chứ. Xong rồi ông này nói ok ngày mai là ông chú Trung Quốc nào ông bay qua, không gà bị dịch Covid đó là ông bị kẹt, bây giờ ông bay qua đây thì ngày mai tôi sẽ tới và tôi sẽ đưa giấy tờ cho anh ký là trao số tiền còn lại. Ok, thì ông Việt Nam này ông mừng quá bạn, trời mới đăng bảng lên có ngày mà bán được với giá hộp nữa, bán có 100.000 à, mà thằng này nó mua 115.000, thằng này nó bị khùng bạn. Ok, thì bây giờ cái ông Việt Nam bán tiệm á, ông mới quyết định là ông lấy cái tấm check 5.000 đô này ông bỏ vô ngân hàng của ông, thì cái tấm check này rút được 5.000 đô các bạn, thì 5.000 đô có trong ngân hàng luôn. Ok, thì ông Việt Nam này mừng quá, ôi ngày mai bán được 115.000, bán được 115.000. Thì ngày hôm sau cái ông Việt Nam đó ông lại tới nữa các bạn, thì ông nói anh ơi bây giờ em đem giấy tờ tới cho anh rồi anh ký vô đây hết đi. Ok, cái tiệm của anh á là mặc dù á là anh nói với em là anh bán 100.000 nhưng mà anh trên giấy tờ anh ghi 115.000 đi nha, anh ghi 115.000 đi để cho cái ông Trung Quốc đó ông trả cho anh 115.000 rồi anh với em cưa đôi cái số tiền 15.000 đó. Ok, là anh 7.500, em 7.500. Ok anh, thì ông Việt Nam ông mừng các bạn, trời bán giá bán 100.000 mà bây giờ người ta mua 115.000 mà bây giờ được chia thêm 7.500 nữa, quá lời. Mà thời dịch Covid mà có tiền là sướng các bạn. Thì ông Việt Nam này ông mới ký giấy tờ vô bán tiệm cho cái ông này, mà ông này là môi giới, ông này là người đại diện cho cái ông Trung Quốc kia. Ông Trung Quốc kia là tỷ phú các bạn. Ok, thì sau khi mà ký giấy tờ xong hết rồi á, thì cái ông môi giới họ mới nói là anh ơi bây giờ em có chuyện em phải đi lo cái hợp đồng bên kia, nhưng mà anh biết không, ngày mai á là ông Trung Quốc này ổng sẽ qua đây và sẽ ổng sẽ tới tiệm của anh. Ok, thì anh biết không, ngày mai á là ông Trung Quốc này ổng sẽ đem một cái tấm hóa đơn là 115.000 đưa cho anh, nhưng mà anh biết không, bây giờ em phải đi gấp máy bay trễ giờ anh, bây giờ em nói gì nè, anh có thể ký cái tấm check 7.500 cho em không, tại vì ngày mai á là cái ông Trung Quốc này ổng sẽ ký một tấm check là 115.000 ổng đưa cho anh, rồi em với anh sẽ chia ra mỗi người 7.500, nhưng mà nếu mà em ghi cho anh 7.500 thì tới lúc đó anh cũng sẽ ghi cho em 7.500 thôi, nhưng mà ghi qua ghi lại tốn thời gian quá, hay bây giờ sẵn tiện có em ở đây á, anh ghi cho em 7.500 đi luôn đi ha, tại vì ngày mai ông Trung Quốc mà ông tới mà ông thấy anh đưa cho em á, biết đâu mình bị lộ sao, anh hiểu không, giống như là thì cái ông Việt Nam này ông mới suy nghĩ đúng rồi ha, mình bán cái tiệm có 100.000 à, mà ông Trung Quốc đã mua 115.000, thì ngày mai mình sẽ ký cái tiền là 7.500 cho cái anh này, tại vì mình và anh chia ra mỗi người 7.500, hai người là 15.000. Ok, mà hồi bữa là anh đã đặt cọc 5.000 đô rồi, coi như là cái anh này cũng đáng tin tưởng, thì chưa có gì mà anh đã đặt cọc 5.000 đô các bạn. Thì cái ông Việt Nam này ông mới lấy cái tấm check cộng ra ông ký cho cái ông Việt Nam môi giới này 7.500 các bạn, thì đưa cho ông này. Ok, hợp tác vui vẻ nha. Thì sau khi mà ông Việt Nam này đi rồi, ông này ông cầm một xấp giấy tờ bán tiệm, là ngày mai là ông Trung Quốc ông sẽ tới, ông sẽ mua tiệm các bạn, là ông sẽ đưa một cái tấm hóa đơn là một cái tấm check là 115.000. ok, thì trừ ra 5.000 và trừ ra 7.500 thì là như vậy các bạn nhé. Ok, thì chuyện nó rất là vui các bạn. Ok, thì ngày hôm sau cái ông Việt Nam này ông mới thức dậy, ông mới ngồi ông đợi hoài, sao ông không thấy ông Trung Quốc tỷ phú nào tới hết ta, thì ông mới quyết định là ông sẽ gọi cho cái ông môi giới Việt Nam này. Thì ông mới gọi cho cái ông môi giới Việt Nam này, thì ông môi giới Việt Nam này không bắt máy các bạn, thì ông mới hết hồn, ông nói chết bồi, tao thấy có gì đó sai rồi đó. Thì ông mới vô nhà băng của ông mới kiểm tra nhà băng của ông, thì ông mới thấy là 5.000 cái 5.000 hồi bữa là cái ông kia deposit đó nó bị rút lại rồi,
ổng nói chết mồ rồi, hình như có gì đó sai sai nữa rồi đó. Thì ổng mới thấy trong ngân hàng của ổng là 7.500, nó bị rút luôn. Ổng nói chết mồ rồi, hình như có cái gì đó nó sai sai nữa rồi đó. Thì ổng mới quyết định là ổng bắt đầu bị choáng rồi, tại vì ổng ngồi cả ngày chờ ổng đợi ông Trung Quốc tới mua tiệm mà ông Trung Quốc ổng không tới các bạn. Thì bữa hôm nay ổng gọi cho cái ông môi giới Việt Nam, ông môi giới Việt Nam cúp máy luôn bạn, số điện thoại này không còn hoạt động nữa, xin quý vị vui lòng gọi lại số khác. Thì ông Việt Nam bán tiệm và ông bắt đầu choáng rồi đó, chết mồi. Thì khi mà ông gọi cho ngân hàng, ông nói là ủa tại sao cái check 5.000 đô hồi bữa tôi bỏ vô á nó bị rút lại rồi. Thì bên ngân hàng nói cái check này bị lủng rồi, nó không có tiền, cho nên hồi trước á, các bạn biết không, khi mà các bạn làm ăn á, có nghĩa là các bạn có cái tiệm nail á, thì các bạn bỏ check vô ngân hàng á, mặc dù nó không biết là bên kia có tiền hay không, nhưng mà tại vì bạn các bạn là người làm ăn, cho nên ngân hàng nó sẽ ứng trước một số tiền để bỏ vô ngân hàng cho các bạn. Ok, thì cái ông Việt Nam này ông ký cho cái ông kia cái tấm check là 5.000 đô, thì ngân hàng nó không cần biết là ông bên kia có tiền hay không, nó vẫn bỏ 5.000 đô vô ngân hàng của ông này, coi như là để đặt cọc vậy đó. Ok, thì cái ông này ông thấy tiền vô rồi thì ông mới yên tâm rồi. Thì giờ ông mới ký cho cái ông kia 7.500, thì cái ông kia ông rút 7.500 xong rồi á, thì cái bên này 5.000 nó bị rút lại, tại cái số tiền nó không có trong ngân hàng của ông kia. Thì cái ông kia ổng đã rút 7.500 rồi, mà bây giờ cái ông này ổng đã ký cái check 7.500 cho ông kia rồi, mà bây giờ 5.000 đó nó không có trong ngân hàng nữa, có nghĩa là ông này ổng đã bị mắc 7.500. Thì bây giờ cái ông này ổng mới quyết định là ổng sẽ gọi lên ngân hàng để ổng lấy lại số tiền 7.500. Thì ngân hàng nó đang giải quyết các bạn, tại vì á, tại vì bây giờ cái ông này ổng đã chuyển tiền từ đây ngân hàng này qua ngân hàng khác rồi, nó rất là rắc rối các bạn nhé. Và người ta không biết ông này ở đâu. Đó chính là một cái chiêu trò gọi là lừa gạt bán tiệm nail. Thì các bạn biết không, người ta thường hay nói là ở trên đời này á, ghế nó không sợ cũ, chỉ có sợ các bạn không dám xài thôi. Thì cái chiêu này á, nó rất là bình thường, nó rất là dễ xài, mà rất là nhiều người Việt Nam bị gạt. Ok, cũng giống như bữa hôm nay có một con khách nói vô tiệm mình, nó làm móng tay móng chân đã đời, cái đó nó lấy cái thẻ của nó nó gạt. Thì nó bữa nay nó vô nó làm 200 mấy, nó làm 200 mấy xong rồi cái nó mới bóc cái thẻ nó ra, nó gạt một cái rẹt, như vậy là nó đã thanh toán xong cái số tiền 200 mấy rồi. Ok, thì tất cả mọi chuyện bình thường, không có gì xảy ra cả. Thì mình mới đi về, thì cảm sao á, mình thấy trong ngân hàng của mình 200 mấy này nó không có vô, thì mình mới gọi lên cho cái công ty máy cà thẻ của mình á, nói anh ơi, ủa hôm qua có một cái thẻ là 200 mấy sao nó không vô. Thì cái công ty máy cà thẻ nói á, là cái người chủ nhân của cái thẻ này á, nói là tôi không có xài cái số tiền đó, cho nên cái công ty máy cà thẻ này phải hủy bỏ cái số tiền này. Có nghĩa là bữa hôm nay con khách này nó vô nó cà thẻ, thì cái số tiền đó nó đi vô ngân hàng của mình rồi, nhưng mà khi mà nó đi về nhà của nó mới gọi điện thoại lên nó nói là tôi không có xài số tiền này. Như vậy thì cái tiền này nó phải trả lại cho người đó, thì mình phải gửi cái hóa đơn lên để cho cái thẻ này gửi tiền lại cho mình, nó mất tầm 1-2 tuần đó. Các bạn thấy không, cái chiêu trò này nó rất là phổ biến. Thì bữa hôm nay cái ông Việt Nam này ổng bán tiệm, thì có một người vô mua tiệm với một cái giá rất là cao và đặt cọc 5.000 đô. Thì cái ông Việt Nam này ổng nói wow, chắc giá rồi nha, tự nhiên sáng sớm có một thằng khùng nó vô nó đặt cọc 5.000 đô, thì coi như là chắc ăn rồi đó, đồ ăn tới miệng mà còn rớt ra là không được rồi. Thì ông này ông không tưởng tượng nổi là cái ông Việt Nam này khi mà ông cầm cái tấm check thứ hai á là 7.500 đó, thì ông này ông đã biến mất. Và khi mà cái ông này ông rút cái số tiền là 7.500 ra xong á, thì cái số tiền 5.000 đô ở trong ngân hàng của ông á cũng bị rút lại luôn. Có nghĩa là ông này ông bị rút lại 5.000 đô và ông bị rút thêm 7.500 nữa, có nghĩa là bị mất tổng cộng là 12.500 đô các bạn. Thì đó chính là một bài học cho những cái người mà chuẩn bị bán tiệm nail trong mùa Covid này, các bạn. Tại vì á, các bạn biết thường thường mình là dân làm ăn á, cái gì chắc chắn mình mới làm. Nói tự nhiên bữa hôm nay có một thằng Việt Nam vô nói là anh Nhân ơi, tiệm của anh bán đi, em mua. Mày mua thì mày ra ngân hàng mày làm giấy tờ đi rồi mày mua, chứ bây giờ mày mua mày tới mày nói tao rồi mày gạt tiệm nail của tao hả mày? Các bạn làm cái gì cũng vậy. Giấy tờ, ok, ở bên Mỹ là giấy tờ, làm gì phải chắc chắn, không? Các bạn cứ chụp giật thì bị gạt. Thì có rất là nhiều người Việt Nam bị gạt, tại vì các bạn biết tính người Việt Nam của mình mà ok, trời, anh là cọc 5.000 đô hả, vô
nhưng như vậy là bị gạt rồi các bạn. Ok, thì đó là câu chuyện có thiệt xảy ra ở nước Mỹ các bạn nhé. Cho nên các bạn muốn mua tiệm nail hay là các bạn muốn bán tiệm nail thì các bạn phải nên cẩn thận. Ok, tại vì người ta thường hay nói là sông sâu dễ dò, không dò kim dò biển khó tìm gì đó, nó tung lên, nói chung là đại khái như vậy đi các bạn ơi. Ok, nói chung là cẩn thận. Ok, mùa dịch Covid này nó có rất là nhiều người bị gạt. Ok các bạn, bye bye.